Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mày. Tối hôm nay thì Khải còn vài trận liên đón rồi thôi. Để xem thử quyết định thử 48 trận Khải sẽ hạng bao nhiêu anh em ơi. Hiện tại Khải đang hạng 9 server nha anh em. Hạng 9 server của liên đón nha. Hiện tại đây là 4 trận cuối cùng. Thường thường anh em có đánh liên đón thì anh em cũng biết thì sẽ ta vào tầm ngày khoảng 28. Còn vào ngày 28 hàng tháng thì nó sẽ bắt đầu kết thúc liên đón. Và hôm nay là một buổi tối ngày 28 rồi. Khải sẽ đánh 4 trận cuối cùng nha anh em. Hiện tại Khải đang đánh 4 trận vào tháng 30, thua 14. Cũng khá là nhiều anh em cũng không đồng lòng với Khải ở cái vấn đề là Khải đã lên top như thế này. Tại vì lúc mà Khải thắng thì không ai nói gì. Anh em thấy không? Khải thắng 30, lúc thắng thì không nói gì. Mà lúc thua là anh em cứ đành ra anh em nói này nói nọ thì ok, chấp nhận thôi anh em. Mình làm thì chủ yếu là liên đấu thì chủ yếu đánh vui vẻ. Và tại vì Khải không có chuyên liên đấu. Nếu mà chuyên liên đấu thì nó là khác anh em. Nếu mà chuyên liên đấu thì Khải sẽ mang về khán hỏi nhiều vào rồi. Tại vì này là Khải chuyên đóng kim. Khải chuyên đánh đóng kim nên là Khải không mang khán hỏi ở cái dây. Anh em nhìn thấy không? Chón 40 đó. Nếu mà Khải đánh mà chuyên liên đấu Khải mang khán hỏi rồi. Nhiều anh em bảo là tại sao không mang khán hỏi. Thì nó thiệt thì Khải chuyên đánh đóng kim nên là Khải đâu có mang về khán hỏi làm gì anh em. Ok, còn 4 trận đấu cuối cùng thì vô đánh cố gắng hên xui nha anh em. Đó, hiện tại bây giờ là còn mấy giờ đây? Mấy phút đây? 2 phút. Ok, 2 phút nó sẽ bắt đầu. Anh em đợi một chút sẽ gặp ai nha. Okay, vô gặp ai đây? Còn 4 trận cuối thôi em. Hiện tại bây giờ Khải đánh 4 trận rồi. Thua xuống dùng đi em. Thiếu là gặp lại thiếu long quyền rồi em ơi. Thiếu long quyền rồi em ơi. Tại vì thua sớm đi chứ. Tại vì thiếu lâm này có đánh cũng thua Khải à anh em ơi. Hôm trước anh em cũng thấy rồi. Thì thiếu lâm thì thua sớm dùng Khải ăn cái thì đỡ mất thời gian. Thì anh em nha. Tại vì là có đánh thì Khải không câu giờ cũng win à. Ba lần rồi. Tại vì có đánh cũng thua à. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu thứ hai nha anh em. Nói chung là thiếu lâm này thì hôm trước Khải cũng win T2 anh em. Thiếu lâm này thì nói chung không giết được Khải được. Tại vì thiếu lâm này đánh chuyên hàng long. Chuyên hàng long dậm thì nó thiệt như anh em chứ tầm này thì dậm không ăn thua rồi. Khải thì phòng thủ cũng được hai mấy nên là dầm không chết được Khải nên là thiếu lâm này cũng đã thua 1-2 lần và cũng đã buông tay chịu chói cũng khá là nhiều trận rồi. Đúng là hình như là 3 trận rồi. Ok em, đúng là 3 trận rồi. Nói chung là cũng là một người xe hay thường xem kênh YouTube của Khải thì nhìn vô thì cũng biết hết trận rồi nên là em nói bỏ sớm bỏ cuộc nhanh anh em. Ok, và chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu thứ hai. Anh em đang xem đừng quên cho Khải một like, chia sẻ video nha anh em. 4 trận cuối cùng nha anh em. 4 trận cuối cùng của vòng liên đấu nha anh em. Hiện tại Khải chắc chắn cố gắng sẽ lên được hạng 5 hạng 7 nè. Tạo giờ hạng 10 hạng đầu, hạng đang hạng 9 rồi. Hạng 9 rồi nha anh em, tháng 31. Đó. Chỉ còn 3 trận cuối cùng này thôi anh em. Không còn trận nào nữa nha anh em. Còn 3 trận cuối cùng này thôi. 3 trận cuối cùng nữa thôi. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ vào trận đấu thứ hai. Chắc chắn Khải lên top, Khải lên top 7 rồi nha anh em. Đó, chỉ còn 3 trận cuối thôi. 3 trận cuối cùng nha anh em. Của 48 trận thì nói chung thì anh em cứ nghĩ đi. Đường môn mà đánh lên top cỡ này anh em đủ hiểu rồi. Anh em cứ nghĩ là đơn giản. Đâu có đơn giản rồi anh em. Lên top 7 rồi nha anh em. Đó, hiện tại bây giờ Khải còn 3 trận cuối. Trận này là còn 2 trận nữa thôi. Còn 2 phút là bắt đầu trận đấu thứ 2 này. Ra anh em cứ nghĩ đơn giản. Đánh lên top liên đấu là đơn giản anh em. Khải nằm trong top 10 rồi đó anh em. Nhiều anh em cứ bảo Khải chỉ thua một trận thôi hoặc là cái trận gì đó thì anh em cứ bảo là này nọ thì nói thiệt anh em thì đánh mà anh em cũng có lúc này lúc nọ, với lại Khải không có chuyên để đánh liên đấu nên là khán họ không có thì Khải có thua cái băng rồng với lại thua thiên nhẫn đao mấy trận thì anh em lại vào chửi mình nói này nói nọ thì bảo là mình bực kém một cái này thì ok chấp nhận thôi có sao đâu. Nhưng mà trước mắt anh em cứ nhìn vô hàng kháng thì kháng của Khải chỉ có tầm như thế này thôi, có 2x 2x 3x thì kháng nó rất là thấp. Còn cái độ win hay không nữa là còn nhờ vào sự may mắn nữa anh em. Nếu lại độ bơm máu nữa chứ đâu phải anh em cứ nghĩ đơn giản thắng người ta được đâu anh em. Trong này thì ai cũng khỏe cả. Nói hiện tại bây giờ thì tầm cấp 102-100 thì anh em thấy trong này quá nhiều. Ai cũng ngang nhau cả chứ không có thua gì mấy. Nên là cái độ mà win thì hên xui anh em. Cố gắng nhồi máu thì win thì chiến thắng như thế nào chứ lại mình di chuyển như thế nào nó hên xui nữa. Chứ đâu phải cứ mình cố gắng là mình thắng đâu anh em. Đâu phải đồ mình hơn người ta đâu. Đồ vẫn ngang ngang người ta thôi. Không hơn gì mấy anh em. Đồ thì tầm này ngang ngang hết thôi. Tại vì kháng thì không được cao, ai cũng như nhau cả. Kháng thấp hết. Rất là yếu, kháng rất là yếu. Nên là Khải thua có thua cái băng rồng khoảng 2 đến 3 trận thì thua thì nhận đao khoảng 2 trận đến 3 trận thì anh em cũng thấy rồi. Cũng có trận thắng thì nhận đao. Cũng có trận thắng cái băng. Đó.
chung là hên xui anh em, chủ yếu là cách nhồi máu nó hợp lý hay không, hoặc là những trận đấu mình nhồi máu không lên thì mình chịu thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào trận đấu thứ hai trong tối ngày hôm nay. Một phút sân gặp A đây, Thằng Điên lại gặp cái bang hôm trước thua. Trời ơi, hôm trước thua cái bang này nè mày. Canh này, canh này. Hôm trước thua cái bang này. Không biết sao này. Trời ơi, xong luôn. Anh em thấy không? Hai phát chất liền mạnh vãi. Đâu phải đơn giản đâu, cái bàn mạnh vãi chưởng anh em. Khán hỏi có nhiều đây à. Đụng cái khả chất. Quá đâu. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu thứ ba này mày. Đâu quá. Hôm nay mang họ sắc nội công nữa, mình cố gắng câu đàm đâu có được. Nhiều anh em bảo câu đàm với cái bàn cũng anh đó, khải câu đàm đó. Chạy vòng vòng nó đánh trúng sao câu đàm được. Đâu phải đơn giản, anh em cứ nghĩ câu đàm với cái bàn là win. Không được, thua, bó tay. Ông này mạnh quá. Đánh hai cá chết rồi. Hôm trước thua ông này anh em, hạng 23 đâu ít đâu. Cái bang hạng 23 đánh hai cái hai được rồng khả chết rồi. Quá mạnh, quá mạnh. Chịu không nổi, thua, bực. Khán họ thấp quá. Hai cá chết rồi. Ok ok, vô trận đấu thứ ba này mày. Hiện tại bây giờ Khải vẫn top 7 này mày. Nói chung là Khải thắng một trận nữa Khải sẽ lên top 6. Nói chung là cố gắng lên top 6 là hoàn thành nhiệm vụ của 48 liên đấu nha anh em, 48 trận liên đấu nha anh em. Hiện tại Khải đang top 7. Hôm nay là ngày cuối rồi anh em, 28 thì mỗi tháng đến ngày 28 là cuối ngày của liên đấu rồi. Nói chung là anh em cứ nghĩ đi, tại vì sao Khải là lên hạng đứng thứ 6, thứ 7, top 10 liên đấu. Nhiều anh em lại bảo này nọ thôi. Thì nó chấp nhận anh em ơi. Nói chung là mình cứ cố gắng đạt trong cái đầu óc của Khải là cố gắng nằm trên top 10 là thành công cái nhiệm vụ liên đấu này. Hồi nãy thì thua cái ba thì ok chấp nhận thôi anh em, tại vì khán hỏi Khải cái 33 thôi. Khải không có mang khán hỏ đó, cái gì mất điện món khán hỏ rồi. Cho nên mà có khán hỏ thì khán hỏ Khải 50 thì cái bang rồng sao đánh là Khải được. Nhiều nên là bảo này nọ thôi, ok chấp nhận. Chắc chắn sẽ có comment là bảo tại sao không thắng được cái bang rồng. Ok thua bình thường thôi em, chấp nhận thôi, tại vì không có mang khán hỏ mà sao thắng được. Nhiều nên chắc chắn sẽ bảo là sao không khán được thắng được cái bang rồng thì ok, tại vì Khải không mang khán hỏ. Dạ thôi, chứ còn anh em nói này nói nọ thì ok cứ chấp nhận, chả sao cả. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu thứ ba. Còn một phút Khải sẽ thắng một trận nữa thì Khải sẽ lên top 6 nha anh em. Top 6 của liên đấu tháng này nha anh em. Chắc chắn là vài lần nếu thắng một trận. Nếu Khải thắng một trận Khải sẽ lên top 6 liên đấu. Đây, chuẩn bị nha anh em. Không biết là như thế nào nhưng mà cố gắng thắng một trận thôi sẽ lên top 6. Còn không thì sẽ đứng top 7. Dạ thôi, có hai đường duy nhất là thôi. Chỉ hai đường duy nhất là thôi anh em. Top 6 hay top 7 thôi. Hình thành chuyển qua vỏ đăng kiếm vãi nồi. Hèn gì bữa không thấy trên tống kim. Bữa không thấy trên tống kim. Rồi xong rồi, gặp chúng thiên vương bàn thua anh em ơi. Chúng thiên vương bàn mình canh này. Biết thiên vương bàn là đánh được không nhưng mà cố gắng anh em. Bữa giờ chưa thắng được trận thiên vương bàn nào luôn anh em, đừng nói mà thắng. Không thắng được trận thiên bang nào luôn á. Thiên bang đâu vãi chưởng. Đâu vãi. Trời ơi nó đánh, anh em thấy nó đánh không? Cứ nó tóc biến nó đánh những này chết luôn nè. Thiên bang bữa chưa thắng trận nào luôn nè. Toàn thua rồi. Vì nó hít cái chết mà đánh lắm gì. Đánh khẳng cái chết mà đánh lắm nhỉ. Như cái câu giờ ui thôi xong. Gặp thiên bàng bó tay. Không đánh lại được, nó tóc biến nó quýnh cửa đó thua. Phần thủ yếu quá, đống quá chết. Ok, trận đấu cuối cùng rồi em ơi. Cố gắng thắng một trận sẽ lên top 6. Còn không thắng thì sẽ top 7 nè, tại vì 100% top 7 rồi. Không bao giờ thua rồi, chỉ có thắng một trận là lên top 6 thôi. Cố gắng một trận cuối cùng rồi em ơi. Chúng mình gặp thiên bàng thì thua rồi em ơi, không đánh nổi được. Tầm này thiệt thiên bang thì câu giờ cỡ nào nhỉ, đến 10 phút lận trong đấu trường là đến 10 phút lận. Quấn gì mà bụp ngay ít hai cái chất bà rồi đánh đấm gì nữa. Trận cuối này mày. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ vào trận đấu cuối cùng nha anh em. Hiện tại bây giờ thì ui rớt hàng 8 rồi. Rồi, trận cuối cùng. 2 phút. 2 phút. Ôi, bây giờ rồi thua thiên vương rớt hàng 8 liền anh em. Nếu không đánh thì không sao này. Nhưng mà không sao, đánh được nào lên top 10 mà. Thắng trận lại.
Trận cuối cùng anh em ơi, trận cuối cùng của 48 trận. Xem gặp ai. Gặp Thiên Bang thôi, bó tay, xin phép thua. Đây. Trận cuối cùng. Một phút. Chung là báo danh thì chờ đợi 3 phút thì mới bắt đầu đánh nè. Dạ dạ. Đào vậy Khải đang nằm trên top 10 lần đó rồi. Không biết là top nhiều nhưng mà hiện tại đang top 7 vừa rớt xuống top 8 rồi. Thua trận thì mình bàn rớt top 8 rồi. Có đủ đó những con. Là phát này phát cuối. Phát này phát cuối, phát này phát cuối. 48 trận cũng là ngày 28 sẽ kết thúc liên đấu luôn. Không biết ai sẽ hạng như thế nào thì tí nữa sau trận đấu này Khải sẽ soi cho anh em xem. Hình như ông 85 Kim Hòa không đánh anh em ơi. 85 Kim Hòa chắc nhường top 1 cho Hiền Hí Hửng này. Hùng Hí Hửng chứ. Nhường cho Hùng Hí Hửng này. Lại đường môn phi đao sáng mình thua. Mấy cái được mấy cái này, mấy cái bao nhiêu ước mơ. Bao nhiêu ước mơ. Bao nhiêu ước mơ. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu ước mơ. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu ước mơ. Đó, bao nhiêu ước mơ anh em. Ok, win. Rồi, nói chung chắc chắn sẽ lên hạng rồi. Khải 32 đúng không? Khải sẽ soi cho anh em hạng tháng 32 đúng không? Này thua 31 này, tháng 31 này. 32, top 6. Giống 32, 5.400. Ôi, như là Khải top 7 rồi. Top 7 không lên được, không lên được top 6 này. Top 6 thời gian tỷ lệ thắng cao quá. Rồi, hạng máy này mày, như là chắc chắn hạng 7 rồi. Được rồi, Khải xem. Giờ là kết thúc 48 liên trận liên đấu nha nè. Rồi hạng 7, chốt hạng 7 nha nè. Đó, chung là cuối mùa liên đấu thì nói chung nói với anh em thì Khải không có mang khán hỏa bao nhiêu cả. Khán hỏa Khải rất là thấp, chỉ có 30 thôi anh em, 7 thôi. Nên là đa số Khải thua những trận như là cái băng rồng, thiên nhẫn thiên ngoại, thiên nhẫn đao, thiên nhẫn thiên ngoại liệu tinh đó. Thì nói chung là cũng có thiệt là 5 anh em, tại vì lượng khán hỏa cả cái 30 thôi. Vậy anh em cũng nhìn sơ qua, nói chung là cái lượng thua anh em cũng biết rồi. Không có mang về khán hỏa là yếu quá. Chung là có thua mấy trận thì cũng như ok gà. Không sao cả. Và bây giờ thì cảm ơn anh em đang xem video này, đừng quên đỡ lại cho Khải một like và chia sẻ video anh em ơi. Cũng đã kết thúc liên đấu anh em. Cùng quên nhìn sơ qua tình hình thì top 1 là Hùng Hí Hửng. Top 2 là Kim 85 Kim Hò. Ông này còn 2 trận nữa anh em, nếu mà đánh 2 trận nữa ông này là sẽ lên top 1 liên đấu nghe 10 VIP. Mà ông tích là hai người đang có kèo với nhau nên là đợi cho Hùng Hí Hửng top 1 rồi. Đó, tiếp top 3 là Lý Quy, top 4 là Dơ Sầu Lên, Thiên Nhẫn thì phải. Đó. Còn lại anh em cũng nhìn sơ qua top 5 là Hắc Nơ Đơ, top 6 Hiếu Còi, top 7 là Khải, top 8, top 9, top 10. Ok anh em. Anh em xem video đừng quên đỡ lại Khải một like chia sẻ nha. Ok, bye bye mọi người nha. Bye bye anh em. Kết thúc mùa này thì hạng 7 được rồi anh em. Nói chung là cố gắng đến đâu thì đến đó thôi anh em. Đó. Kết thúc mùa liên đấu anh em. Ngày hôm nay ngày 28 rồi. Kết thúc rồi nha. Bye bye anh em. Hẹn em những video lần khác nha. Chúc mọi người vui vẻ.